Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được thì quả thật Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà, anh chị em thân mến, nhà toán học, nhà vật lý học và là một triết gia, đó là Pascal. Ông ta nói một câu mà hôm nay được nhiều người nhắc đến, đó là: con tim nó có những cái lý lẽ mà lý trí không thể giải thích nổi. Và trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe đây, trong dụ ngôn đi tìm con chiên lạc, nếu mà chỉ dùng theo lý trí thì không thể nào giải thích nổi. Mà dùng con tim thì mình thấy một cái con tim bao dung, rộng mở, thì chúng ta thấy đó là một điều phải lẽ. Vì thế mà vào ngày 12 tháng 9 năm 1998, khi chia sẻ ở Nguyện Đường, nhà dòng truyền giáo Đức Bà Vô Nhiễm, thì Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận, Ngài đã chia sẻ về Chúa Giêsu. Ở trong Kinh Thánh có 10 cái khuyết điểm, mà trong 10 cái khuyết điểm đó thì có một cái khuyết điểm của ngày hôm nay, là cái khuyết điểm Chúa Giêsu không biết tính toán. Nghĩa là chỉ vì một con chiên lạc, Chúa sẵn sàng bỏ 99 con còn lại để đi tìm con chiên lạc đó. Đôi lúc chính mỗi người chúng ta cũng vậy. Mình đọc Kinh Thánh hay mình thấy những việc Chúa Giêsu làm, mình thấy có những điều nghịch lý, có những điều mà mình thấy khó mà chấp nhận được. Những điều đó chúng ta thấy điển hình như trong bài tin mừng hôm nay. Bỏ 99 con chiên không đi lạc để đi tìm một con chiên lạc, hay là một người tên trộm lành ở trên thập giá cả một đời, hắn làm những việc xấu xa tội lỗi, để rồi khi bị đóng đinh trên thập giá nói với Chúa: tội con bị như thế này là xứng đáng, nhưng mà khi về nước Ngài, Ngài nhớ đến con. Như là trên thập giá, tới lúc trước khi chết, tên trộm lành chỉ nói được hai điều. Thứ nhất là hắn nhận ra mình tội lỗi, và thứ hai xin Thiên Chúa chữa lành là hắn được cứu chuộc ngay. Hay còn nhiều cái nghịch lý khác nữa mà mình nghe khó mà chấp nhận, giống như: ai mà vả con má bên phải của con đưa má bên kia cho nó vả. Ai mà muốn kiện để lấy áo trong của con thì con luôn cho nó luôn cái áo ngoài. Ai kêu con bắt con đi một dặm, con đi với nó hai dặm. Có những cái rất là nghịch lý. Rồi hôm nay chỉ một con chiên lạc, để rồi bỏ 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc đó. Chắc chắn Chúa Giêsu không nhìn con người ta, hay là hành động của Chúa Giêsu không phải là một hình thức vụ lợi tính toán với con người. Mình thấy có những cái nghịch lý, có những cái mà mình khó mà chấp nhận được, vì mình đang tính toán với nhau bằng cái lý trí không, mà không có con tim.
Cho nên mình khó mà giải thích được những cái việc làm của con tim. Rồi mình lại tính toán với nhau hơn thiệt, lợi hay không lợi, tội hay không có tội. Còn Thiên Chúa thì luôn luôn yêu thương và mở rộng. Cho nên hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu để 99 con chiên lại để đi tìm một con chiên lạc, chắc chắn không có một chút nào mà vụ lợi cả. Chúa Giêsu không tính toán theo kiểu của mỗi người chúng ta. Vậy thì người mục tử đó là chính Thiên Chúa. Thiên Chúa không tính hơn thiệt. Vì thế mà nếu mà tính hơn thiệt thì làm sao một Maria dám bỏ ra 300 đồng để mua một cái bình dầu sức chân Chúa? Mà nếu mà Chúa tính đúng sai, tội hay không tội, thì làm sao mình có một bà thánh Madalena biết hối lỗi ăn năn? Mà nếu như Chúa Giêsu không có lòng bao dung tha thứ đi tìm con chiên lạc, thì làm sao chúng ta có một Phêrô vị giáo hoàng làm nền tảng cho giáo hội? Nếu mà Thiên Chúa không đi tìm con chiên lạc thì làm sao mình có một vị thánh lỗi lạc là thánh Augustino, một thời đã sai lầm để rồi được Thiên Chúa dẫn về và trở thành tiến sĩ, trở thành một nhà thần học lỗi lạc cho giáo hội? Vậy thì nói tóm lại, Thiên Chúa đến với con người bằng tình yêu, bằng lòng thương xót và sự tha thứ. Nhưng để được Thiên Chúa dẫn về đàn thì con chiên lạc đó phải biết mình đang đi lạc, phải biết ăn năn thống hối, phải biết trở về. Giống như thánh Augustino, khi Ngài cảm nghiệm được và Ngài đã trở về, Ngài đã nói: khi Chúa dựng nên con thì Chúa không hỏi con, nhưng mà Chúa cứu con thì Chúa hỏi con có đồng ý hay không. Cho nên Thiên Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, của lòng bao dung, của cả của sự tha thứ và đi tìm những người tội lỗi, biết ăn năn thống hối, hay gọi là những người đi lạc mà muốn trở về đàn, thì Thiên Chúa mới dẫn những người đó trở về được. Vậy thì qua bài tin mừng hôm nay cho chúng ta ba cái bài học. Bài học đầu tiên là tạ ơn lòng thương xót, sự bao dung của Thiên Chúa. Thiên Chúa là một Thiên Chúa của lòng thương xót, vì thế hằng ngày Ngài vẫn đi tìm những cái con chiên lạc để dẫn về đàn, đi tìm những người tội lỗi biết ăn năn thống hối. Đó là lòng bao dung mà mỗi người mình trong mùa vòng này con biết tạ ơn, con biết hướng về Thiên Chúa để sống trong niềm hy vọng. Và thứ hai, nhận ra nơi bản thân mà mỗi lần trước khi tham dự thánh lễ chúng ta hay vỗ ngực mà thưa: lỗi tại tôi, lại lỗi tại tôi mọi đàn. Lỗi tại tôi là gì? Là đang nhìn nhận con là một con chiên lạc, con đang đi lạc, con đang có lỗi, để xin Thiên Chúa đi tìm và chữa lành cho con, dẫn con về đàn. Nhưng mà đi lạc thì có hai cái cách đi lạc. Một là đi lạc là đi xa đàn chiên, không còn ở trong giáo hội, không còn ở trong họ đạo nữa, con tách rời, con không đi trên đường lối của Thiên Chúa, con không đi chung đàn với những cái con chiên khác. Đó là những cái con chiên lạc bơ vơ, đơn côi, rất là cần được sự tha thứ. Và Thiên Chúa cũng rất muốn những con chiên lạc này biết mình đang đi lạc để trở về đàn. Và thứ hai, cái đi lạc nguy hiểm hơn là một cái lạc đang ở giữa đàn. Một cái lạc đó là cái lạc giống như hình ảnh của Giuđa ở trong cộng đoàn của các tông đồ, vậy mà mình vẫn đi lạc. Đi lạc trong cái sự tính toán, đi lạc trong cái suy nghĩ, và đi lạc trong cách hành động. Có những cái đi lạc, hoặc giống như những người anh trong truyện Ngụ Ngôn, người cha nhân hậu đang đi lạc khi đang ở trong gia đình của cha mình. Cái lạc nguy hiểm, cái đi lạc của những người biệt phái, mình đang lạc ở ngay trong cộng đoàn mà con không nhận ra rằng con đang đi lạc. Mà người không nhận ra rằng mình không đi lạc thì mình cũng không nhận ra được rằng mình đang có tội để mà trở về, để mà sám hối ăn năn. Và bài học thứ ba, chính mỗi khi chúng ta tự nhận lỗi tại tôi mọi đàn, nghĩa là
mình nhìn nhận con đang đi lạc. Đi lạc để làm gì? Để con cùng biết xin Thiên Chúa tha thứ. Và thứ hai, con biết thông cảm với người anh em con. Mình đừng thấy một cái người nào đó mang một cái lỗi lầm thiếu sót nhỏ nào, hoặc một cái kiểu cách mà chính con không thích về nó, để rồi con đặt một cái dấu chấm hết cho một cái con người còn đang sống. Còn Thiên Chúa thì không bao giờ đặt một cái dấu chấm hết. Vì có người ta trước khi tắt thở, người ta vẫn còn điều kiện và vẫn có cơ hội để trở về đàn. Chứ không phải là một con chiên lạc hôm nay đi lạc là mãi mãi cuộc đời của nó đi lạc đâu. Và chính mình có khi mình đang đi lạc mà mình lại tưởng người ta đi lạc. Mình đang mang thân phận tội lỗi mà mình không thông cảm cho người anh em tội lỗi như con. Qua bài tin mừng hôm nay, hình ảnh của người mục tử đi tìm con chiên lạc và hình ảnh của cái con chiên lạc được người mục tử đi tìm, lo lắng, chăm sóc, đưa về đàn ngay trong mùa vọng này, để cho chúng con biết rằng thân phận đang đi lạc của mình, để mà chạy đến tòa giải tội xin Thiên Chúa tha thứ và xin Thiên Chúa chữa lành, vì chính con đang cần đến Chúa. Ước mong mỗi người chúng con luôn biết tạ ơn Thiên Chúa về lòng thương xót của Ngài, sự bao dung tha thứ, và biết nhận lỗi tại con mọi đàn, để mọi lúc mọi giây trong cuộc đời con, và đặc biệt là trong mùa vọng này, con biết trở về với Chúa, biết trở về đàn chiên mà Chúa đang đi tìm con. Amen.